Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Nhân dịp dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự diễn đàn kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ, ASEAN tổ chức. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Mỹ phát triển rất nhanh trong những năm qua là hình mẫu trong hàn gắn vết thương chiến tranh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có sự góp sức của doanh nghiệp hai nước Thông tin về các yếu tố nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, động lực và nguồn lực của sự phát triển, không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chính sách quốc phòng 4.0 không, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ khí hoặc đe dọa sử dụng vũ khí trong quan hệ quốc tế. Thủ tướng cho biết sau gần 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Việt Nam xác định thành công của các nhà đầu tư là thành công của mình. Hy vọng với nền tảng tốt, đa hợp tác phát triển thuận lợi, các doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư. Đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ cho rằng cách đây một tuần, Tổng thống Biden thăm Việt Nam cho thấy mối quan hệ Việt Mỹ với tương lai đầy hứa hẹn và triển vọng, đặc biệt trong hợp tác đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Cho rằng có người chưa hiểu hết Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Việt Nam để chứng kiến sự đổi mới của Việt Nam, khẳng định chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân. Tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy thương mại đầu tư, tạo công an việc làm chính là cách hàn gắn vết thương chiến tranh tốt nhất. Chúng ta đang có không gian, điều kiện phát triển mới trong đầu tư kinh doanh, hợp tác để hai bên cùng thắng, cùng có lợi, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ bà con Kiều Bào tại bờ Tây nước Mỹ. Đây là hoạt động đầu tiên của Thủ tướng trong chuyến công tác tại Mỹ lần này. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của nhà nước và chính phủ cũng như cá nhân thủ tướng đối với bà con kiều bào. Thủ tướng chính phủ chia sẻ: "Chúng ta từ chấm dứt chiến tranh và hận thù để bình thường hóa quan hệ, rồi vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện cách đây một tuần. Đó là cả một quá trình cũng là sự nỗ lực của cả hai bên, trong đó có đóng góp của người Việt Nam ở Mỹ." Thủ tướng cũng nhắc lại nhận định của Tổng thống Joe Biden đánh giá cộng đồng người Việt ở Mỹ là một trong những cộng đồng thành công, sáng tạo và có nhiều đóng góp tích cực cho mối quan hệ hai nước những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại